Xin chào tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video mới nhất bên em đăng bán cho tất cả các bác. Hôm nay thì em đăng bán cho các bác một dòng đẩy B3. B3 nó là Beta 3. Đấy, Beta 3. Mọi người dòng này là dòng 3 kênh nhé, 3 kênh 1, 2, 3, 3 kênh. Không biết là các bác như thế nào, nhưng mà đối với bản thân em thì em cảm thấy cái dòng chất âm của dòng B3 này nó gọi là cực kỳ hay. Không phải là cực kỳ hay mà nó khá, nó phải nói cái gì điều đó gì, nó có cái chất âm nó rất chi là hoa mỹ và nó rất chi là ngọt ngào. Đấy, còn không biết là tất cả các bác nó có suy nghĩ như thế nào đối với dòng đẩy B3 thì em không rõ lắm nha các bác nhé. Còn đối với bản thân em và có rất nhiều các bác mà đam mê cái dòng đẩy B3 này thì cũng có cùng chung một quan điểm, đó là dòng đẩy B3 này rất hay, rất hay nha các bác nhé. Và điều đặc biệt nữa là nhiều bác bảo là rất hay bị lỗi, nhưng mà em cũng nói luôn là bọn em đã xử lý gần như là không có một lỗi lầm gì đối với dòng đẩy B3 này nữa khi đến tay các bác. Thực tế là nhiều bác ấy bác bảo lỗi, nhưng mà không phải lỗi đâu, đó là do một số cái chiết áp này hoặc là cái công tắc đằng sau kia thôi, đằng sau cái tín hiệu đầu vào thôi, nó không có bất kỳ một lỗi gì đối với dòng 13. Em khẳng định luôn dòng đẩy B3 này là một dòng đẩy rất chi là bền và lành luôn nhá, chưa các bác nhá. Đấy. Đây là B3, mã của nó là 245 này, 315 quyền. Đấy, 315. B3 315 này. Các bác nhìn này. Đúng rồi. Đấy, B3 315 nha các bác nhá. Một dòng đẩy tụ và có loại thì là tụ đỏ và vàng, và loại tụ đôi đen và vàng. Có cái loại thì đen ở ngoài, vàng ở trong, có loại thì vàng ở ngoài, đen ở trong. Đấy. Còn nói chung là một loại là đen và vàng, và vùng loại đỏ là vàng. Và giá của nó ấy, giá của nó thì con này em bán cho các bác 4 triệu rưỡi và con này em bán cho các bác 4 triệu 2. Giá đó đã bao ship và tặng giấy rắc. Tại sao nó có giá chênh lệch về cùng một mã? Tại vì cái màu đen thì em thấy nó không đẹp bằng màu đỏ thì em bán nó đắt hơn một tí thôi. Đơn giản thế thôi, chứ còn tụ đỏ với tụ đen thì nó cùng một thông số, cùng một nhà sản xuất nó đưa ra thì nó nói chung là khá ok. Đây. Con này thì nó khá mới đấy nhá. Khá mới này, sản xuất này ngày 13 tháng 3 năm 2020, thì có nghĩa là quả tụ này nó mới sản xuất thôi. Nó rất chi là mới, nó mới sản xuất được 25 bà, đúng không ạ? Rất chi là mới cho tất cả các bác sử dụng. Đấy, quá đẹp luôn. Máy móc thì em nói luôn là máy móc này là vừa mới về luôn, chưa vệ sinh luôn đấy nhỉ các bác này. Đã đẹp và sạch như này rồi. Đấy, nói chung là khá đẹp luôn cho tất cả các bác. Tụ thiên phẳng này, đẹp long lanh nhé. Mã của con này 315 thì các bác nào đam mê về dòng B3 thì các bác hiểu biết ngay đó là công suất của nó là bao nhiêu. Nhưng mà em nói luôn cho các bác chưa biết ý, thì con này có công suất là 750 nhân 750 và nhân 350 W một kênh. Đây, thông số của nhà sản xuất đưa ra đây. Các bác xem nhìn này. Đấy, 350 nhân 750 nhân 750. Đấy, tương ứng với kênh A, kênh B và kênh C. Đấy, các bác có thể xem tham khảo đấy nhá. Thông số của nhà sản xuất đưa ra, đầu ra vào nó có cổng này. Đầu ra đây, thấy chưa? Toàn bộ ok. Đảm bảo cho các bác là ngon, êm, bổ rẻ. 4 triệu 2. Rồi, em bật lên thử cho các bác này. Đó. Đây, tắt đi nhá, hết toàn bộ luôn. Một kênh này. Kênh này đang đánh súp này. Kênh B. Chất âm nó cực kỳ ngọt ngào. Chất âm nó rất chi là ngọt ngào, mà cảm giác như là chúng ta đang nghe trực tiếp ở cho trong cái phòng hát trực tiếp luôn đấy. Đối với dòng đẩy B3 này em không phải quảng cáo nhiều. Nếu mà các bác nào đã đam mê và các bác đã sử dụng dòng đẩy B3 là các bác biết nó rất hay, rất này. Và em có rất nhiều nhá, đây có rất nhiều này,
đó. Đây toàn bước đẩy chưa về, vừa thì vừa mới về chưa vệ sinh. Và có con này có công suất là 500 x 500 x 1200, thì con này em bán cho các bác với giá là 5 triệu. Con này con khác nhé, có công suất lớn hơn. Con này có mã của nó này, 318 này. Đấy, các bác nhìn cái mã nó khác thì công suất nó khác này, 315 này. Đấy, 315 thôi các bác thấy chưa? Đấy, 318 này. Đấy. Anh em nào đam mê với dòng đẩy B3 thì anh nhắn tin qua số điện thoại 0398 192 198 nhé. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Ok.